Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà là một món bánh mới lạ. Bánh này thì ăn ngon, dễ làm, công thức cũng rất đơn giản. Bánh này thì mình ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều được, mình thay cơm đều được. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Mình có 2 củ khoai tây 250g, cà rốt 65g, hành tây 90g, hành tím 10g, đậu cô ve 80g, hành lá và ngò rí. Mình đi cắt khoai tây ra, mình luộc cũng được, mình hấp cũng được. Bây giờ thì mình cắt hết cái phần rau củ này ra. Tôm thì mình xắt mỏng vậy này. Tôm này thì mình rửa sạch rồi, mình lấy hết chỉ lưng rồi. Mình đi ướp tôm, mình cho 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Mình đảo lên. Tôm mình ướp khoảng 10 phút. Mình cho 1 ít hành tím vô nữa nè, mỡ cũng có cái hành tím vô mình ướp. Cà rốt đó, mình cũng thái hạt lựu. Hành lá với ngò rí thì giờ mình sắp nhỏ. Khoai tây giờ chín mềm rồi. Bây giờ mình nghiền khoai tây ra. Đang nóng mình nghiền nó rất là nhanh. Khoai mình nghiền mịn như vậy là được rồi. Mình cho vô chảo 1 ít dầu ăn, khoảng 1 muỗng canh thôi. Mình cho vô 1 thìa cà phê hành tím để mình phi thơm. Hành thơm thì mình tắt bếp, mình cho tôm vô. Mình đảo cho nó thơm thôi, không cần xào. Bây giờ thì mình cho tôm vô nè. Tôm mình làm như vậy nó thơm lắm. Mình không có cần xào đâu, tự vì tôm nhanh chín lắm. Rồi mình cho rau củ vô nè. Mình trộn lên. Mình cho khoảng 1 muỗng rưỡi canh nước mắm vô. Một phần hai muỗng cà phê bột ngọt. 1/2 muỗng cà phê đường. Mình trộn lên. Bây giờ mình cho bột bắp với bột mì vô này. Mình cho từ từ vô. Ta có thể không có bột bắp thì ta có thể cho bột khoai tây. Mình cho vô 1 muỗng canh dầu ăn. Đó, mình dùng tay mình trộn.
Bây giờ mình thấy nó hơi khô, mình cho thêm một chút nước vô. Bây giờ hỗn hợp của mình nó đặc đặc như vậy là được rồi cả nhà. Đó, nó để nó đứng lên như vậy nè, nó không có chạy xuống là được rồi. Thoa dầu cái muỗng này, tay mình cũng thoa dầu ra. Đó, mình lấy miếng lên như vậy nè. Đó, đè xuống, nó mỏng mỏng cho mau chín. Phần bột mình cho vô là 100g bột mì và 100g bột bắp. Mình chuẩn bị chảo dầu để mình chiên bánh. Bây giờ dầu nó hơi nóng là mình bỏ bánh vào mình chiên nè. Cái bánh này thì không cần dầu nóng quá. Mình vừa nặn vừa bỏ vô. Mình để lửa nhỏ lên cả nhà để cho bánh nó chín từ từ. Mình bỏ vô được một lát mình lật bánh lên nè. Nhìn giống như cái miếng chả cá. Mình mà để lửa to là nó chín không có kịp nữa sẽ bị sống. Mình chiên bánh thì mình thường xuyên mình lật lên cho bánh nó chín đều. Bây giờ bánh vàng mình vớt ra nè, mình vớt ra cái rây lọc dầu. Dầu mình nóng nhiều á, mình cho thêm ít dầu nữa cho nó bớt nóng. Tiếp tục mình thả bánh vô nè. Bây giờ thì mình ăn thử một miếng, mình mời cả nhà cùng ăn bánh với mình nha. Bánh này thì mình chấm tương ớt với sốt mayonnaise này, ăn rất là ngon. Cả nhà ơi, bánh rất là ngon, bánh mềm dẻo, sấm chấm với tương ớt với mayonnaise ăn rất là tuyệt vời. Và gia vị thì rất là vừa ăn. Video của mình đến đây là hết. Chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.